Hello anh em, hôm nay về kênh của Đức Maro. Thì sau những ngày chuối dài đằng đặc là đi ship những chiếc xe điện ba bánh Super Wheeler, những cái chiếc xe hàng chất lượng rồi đúng không ạ? Và giới thiệu đến mọi người những cái hàng chất lượng, thì hôm nay Đức sẽ giới thiệu đến mọi người chiếc xe 08 Mini Trick Bike đời mới của 2021. Thì nó được cải tiến gì so với A1 Classic? Ngay bây giờ Đức sẽ đưa mọi người đi tham khảo về dòng Mini Trick Bike 08 này nha. Rồi mời anh quay phim quay tổng thể một đoạn. Đức cũng xin phép Đức bóc tem nha. Đó, anh em có thể thấy không? Về cái chiếc xe này thì vẫn được trang bị một cái giỏ đằng trước, giỏ dày. Đó. Cụm đèn là cụm đèn AWG chứ không phải là AMG. Anh em đi mua xe phải chú ý vào đây này. AMG. Đấy, và có ký hiệu Mini Trick Bike 08 đây. Thì về phía đằng trước chúng ta vẫn được trang bị một cái giỏ dày nhá, theo form cũ, và vẫn vành và càng vẫn là cắt CNC. Đấy, rất là đẹp. Và về chiếc chắn bùn này, nó đã được trang bị chắn bùn sắt. Đây nha, nó đã được trang bị chiếc chắn bùn bằng sắt nhưng mà đã được sơn chống rỉ. Đấy, nhưng mà theo Đức sơn này thì nó chưa ăn thua lắm. Rồi, về cái lốp này thì vẫn được sử dụng lốp là lốp 300-8 không xăm. Đó. Rồi, về chiếc càng và chiếc khung này thì Đức đánh giá khung này cũng tương đối, nói luôn. Đấy. Và về mối hàn thì cũng ok, chấp nhận được đi. Vì với cái mức tiền nó rất là giá rẻ. Đó. Và về cái chiếc mặt đồng hồ này thì mọi người cũng hay hỏi Đức là cái chiếc xe giá rẻ của nhà Đức Maro sẽ chạy mặt đồng hồ như thế nào. Thì hôm nay cho anh em xem mặt đồng hồ chạy, mặt đồng hồ điện tử. Đây hiện km này, đây hiện pin này, và đây hiện số km đã đi này. Đó. Về trang bị thì nó vẫn được sử dụng đèn còi xi nhan, số re và số tiến đầy đủ. Và cái số re của chiếc xe rẻ này nó sẽ không có tiếng Trung Quốc nha. Đó, anh em có thể thấy, anh em có thể chứng kiến. Về phần thân xe thì nó vẫn giống như các cái mẫu A1 Classic khác. Đây, xe thì vẫn được sử dụng 3 ghế trượt. Đó. Và vẫn được sử dụng một cái chắn bùn sắt đằng sau, được sơn màu đen sần. Đó, thay vì nhựa tái chế như đợt trước nữa rồi. Thì cái chắn bùn này Đức sẽ đánh giá cao là cái nó sẽ chắc chắn hơn những cái chiếc A1 Classic đời trước. Vì cái đời trước nó là nhựa tái chế pha với cái nhựa màu. Đấy, thì cái này thì mọi người đâm vào thì thoải mái uốn lại có thể ok nhất. Về vành này, được cắt CNC 6 chấu. Anh em có thể thấy. Đấy, ốp trục thì dơ nha, không có tem, không có logo, vì cái hàn sản phẩm này là sản phẩm giá rẻ, được khuyến mại. Về cái chức năng trượt 3 ghế này thì chúng ta vẫn có thể ngồi 3 người, trẻ con, người lái và người ngồi đằng sau có tựa lưng. Đấy, thì ở chỗ này của chúng ta vẫn có một tay lắm trẻ con và hai cái hộp đựng đồ hai bên, rất là ok. Đấy, quay lại ghế, thu lại thành một ghế đây. Đó. Đó. Thì ok anh em có thể thấy không? Thì về cái chiếc này thì vẫn được sử dụng là 3 phanh, là 2 phanh tay, 2 phanh tay và 1 phanh chân. Đấy. Thì đằng sau này chúng ta vẫn được trang bị một cái giỏ đựng đồ bằng sắt. Nhưng mà giỏ này thì đánh giá luôn là hơi mỏng rồi, vì giỏ rất là lâu năm rồi. Đi theo xe của chúng ta thì có một sử dụng là một bộ gương, một bộ sạc. Acu sẽ là sử dụng acu 48V 30A, cung cấp quãng đường từ 40 cho đến 60km cho một lần sạc nha. Về phần để tay này cũng đã được trang bị đời mới, không phải bằng nhựa nữa. Nó sẽ được sử dụng bằng cao su mềm. Rồi. Thì giá của chiếc xe này đang được bán trên thị trường là 15.500.000. Đền với Hoàng Thống Moto và Đức Maro sẽ được trang bị gói giảm giá là 1.200.000. Đấy, là còn 14.300.000 đối với sản phẩm chiếc xe điện A1 Classic, hay còn gọi là Mini Trick Bike 08. Rồi, thì cái chiếc xe này được sử dụng vận tốc tối đa là 21 km/h, nhưng mà cái đồng hồ hiện thì nó có thể lên đến 35-40. Vì người ta quảng cáo không trung thực với mọi người, nhưng mà đến với Đức Maro cũng như Hoàng Thống Moto thì cả có cái gì chúng ta lòi cái đấy, đúng không ạ?
Và chiếc xe này được bảo hành chỉnh hàng lên đến 3 năm. Chỉnh hàng nghĩa là như thế nào? Cái hàng này là hàng ngoại, được bảo hành chỉnh hàng, đó chính là bảo hành trên toàn quốc với hệ thống hoàng thống mô tô xe điện 3 bánh. Nghĩa là ở đâu có hoàng thống mô tô, mọi người có thể đi đến bất cứ ở đấy có thể bảo hành được. Liên hệ qua số hotline sửa chữa xe là 084 628 1998. Nó sẽ khác về cái số bán xe là 038 679 1998. Rồi, thì bây giờ Đức cao 1m85, Đức sẽ ngồi lên thử lên chiếc xe này cho mọi người xem. Đấy. Đối với Đức đánh giá nhé, cái cầu V-Side này thì nó cũng được đánh giá là ở mức thường, không thể tốt được như những cái dòng Super. Và cái chiếc xe này này, như người ta nói sẽ không được có chống trộm đúng không? Thì chúng ta sẽ ấn còi là nó sẽ chống trộm này. Khi rút chìa khóa ra chúng ta sẽ ấn còi, nó sẽ chống trộm. Đó. Thì cũng đương nhiên rồi, nó với khác với cái remote như thế nào. Khác cái remote là nếu mà anh em ngồi trong nhà ấy, mà có các con cháu nó động vào xe, nó kêu inh ỏi lên, mà mỗi lần người ta đã đi qua đi lại rất là mệt rồi đúng không ạ, khó khăn trong việc di chuyển, mà người ta lại phải cầm cái chìa khóa ra người ta cắm vào thì nó sẽ rất là vô lý. Thì thay vì thế, Đức sẽ tặng một cái bộ chống trộm. Nhưng mà nói luôn nhá, cái bộ chống trộm đấy nó không phải là bộ chống trộm của hãng đấy, nên là mọi người phải chú ý. Thì cái bộ chống trộm đấy có thể ở trong nhà có thể ấn ra được. Rồi, cái giá của sản phẩm này 14.300.000 sẽ được bao ship đến tận nhà của quý khách trên toàn quốc. Và hiện tại thì Hoàng Thống Mô Tô đang có ở những cơ sở là Hà Nội, Vinh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Sài Gòn. Đó, đó là những nơi Đức đã đặt chân đến. Mọi người muốn mua chiếc xe này có thể liên hệ qua số 038 679 1998. Tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau.